Trường An nhá. Trường An đi nối nào? Đi nối hẻm Từ Thần đi. Đao cộng 11, để ông đừng có lè nữa. Hai Hunter bị mất mạng à? Chả biết được. Không thu được con khỉ về. Bơm máu bằng tay cho nó đầy đã. Đến đầu tí nó úp sọt phát để chết dở. Đây chỉ có 110 mấy nghìn máu thôi. 126 nghìn thôi. À đâu 130 nghìn. Không phải là 200 nghìn. Xin chào Quang Lễ Kiệt. Ok, cứ lóc vào kiếm thôi. Kiếm được thì cứ kiếm thôi. Trời ơi, anh em nào cảm thấy kiếm được thì cứ kiếm thôi. Xem bảo có cướp đâu mà, trời ơi, có cướp đâu mà. Đi thoải mái đi tiệt ga. Không hề có cướp quà. Ý ơ, cái xe vào này là cái xe vào gì mà không có cướp quà luôn. Không có. Không thấy mà thằng cướp nào đi mấy chín rồi. Đi 349 thì không có thằng cướp nào. Thế vào này không có cướp đâu anh em ạ. Nên là anh em vào buôn thoải mái. Đó. Thì nói chung là anh em thì đi farm quái. Nếu mà cảm thấy cuộc sống nó đen đủi quá thì có thể đi buôn lấy tiền để mua máu mana các kiểu. Chứ còn anh em suốt ngày anh em cắm đầu anh em farm quái, không anh em chả chịu đi buôn gì. Làm sao bây giờ các cụ chúng ta hay bảo là phi thương bất phú. Thế thì chúng ta đã xác định chơi game này chúng ta phải chịu khó đi buôn mới giàu được. Phải không ạ? Xe vào đấy làm gì có thiết đâu. Không có cướp. Không có cướp nên là cứ đi thoải mái đi. Đó. Cứ mái thoải đi đi. Trời ơi có thằng mẹ vào trong xe vào này chỉ ngày kiếm được vài triệu. Không những vài triệu, vài chục triệu. Trời ơi, nhanh giàu lắm. Không có EU nhá. Không EU. Dám đi buôn thôi. Kiếm ngày vài chục triệu. Trời ơi trời ơi, sao không dám cướp? Admin thì cũng là người, có phải là thần thánh gì đâu mà không dám cướp. Cướp hết. Nhưng mà không có đâu mà cướp. Có cướp đâu mà cướp. Không có. Nói các bạn thế rồi các bạn cứ bảo là admin bọn nó không dám cướp. Có cướp đâu mà cướp. Không có. Chỉ có bảo tiêu thôi. Mobi có rồi đó, Mobi có rồi mà. Bông ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say. Hello anh em, đi qua cho tôi một like nào. Một like nhá, một like và một lượt follow nhá. Follow. Một lượt follow, một lượt like nhá.